Rồi ok, chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái video tiếp theo. Thì ở trong cái video này á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể tinh chỉnh lại cái hình chiếu cạnh của mình ha. Thì ở cái video trước mình đã chia sẻ cho các bạn về cái nắp thâm cũng như là nút thông hơi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua chúng ta lắp ở bên hình chiếu cạnh luôn. Thì trước khi mà chúng ta lắp hình chiếu cạnh á, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa hình chiếu cạnh mình chút xíu. Thì tại những cái vị trí này nè, đây là những cái vị trí của cái gói ổ, thì thường người ta sẽ làm con lên chút xíu. Ở đây thường người ta sẽ làm con lên khoảng 5 độ các bạn. Thì ở đây các bạn có thể vẽ một cái đường line nè. Các bạn nhập cái đường con này vô khoảng 5 độ. Khoảng 5 độ. Ok không? Rồi các bạn xóa đi. Rồi cái đường dưới cũng tương tự như vậy. F8. Ok. Rồi, mình lấy đối xứng qua luôn ha. Rồi hai đường này mình cũng xóa đi. Ok, thì nó sẽ con như thế này. Thì sau khi mà chúng ta vẽ xong cái hộp của mình á, thì các bạn sẽ lấy đối xứng lại ha. Thường thì chúng ta sẽ lấy đối xứng lại để cho cái ụ lớn của mình á nằm ngoài này. Tùy các bạn thôi, các bạn lấy đối xứng lại cũng được hoặc là không lấy đối xứng cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái phần này nè là nó sẽ thể hiện ở cái phần bên đây, do đó mà các bạn phải giống cái thằng bên đây qua ha. Nếu như các bạn để hình chiếu như thế này ha, thì các bạn phải giống thằng bên đây qua và sau đó là đúng luôn rồi các bạn ha. Còn nếu các bạn quay trở lại thì các bạn phải giống thằng số 3 này qua. Ok chưa? Rồi, cái phần ở dưới đây là chúng ta đã làm xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ giống từ cái hình chiếu đứng qua nè. Hình chiếu đứng chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái G này rồi nè. Rồi chúng ta có cái mép này rồi nè. Đó, đúng chưa? Rồi chúng ta có cái đáy rồi nè. Thì cái đáy giữ nguyên nha. Đáy giữ nguyên. Này giữ nguyên. Do đó mà nguyên cái cụm này nè. Được chưa? Nguyên cái cụm này. Tức là nguyên cái cụm này nè. Các bạn sẽ dời xuống cho mình ha. Đây, nguyên cái cụm này các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Ở đây các bạn sẽ đo này mấy ly nè. 3 ly đúng không? Thường thì nó sẽ là 5 ly á, mà đây 3 ly cũng được. Đây, nguyên cái cụm này các bạn sẽ kéo xuống. Đây, nguyên cái này các bạn kéo xuống 3 ly. Ở đây kéo xuống 3 ly thì nguyên ở trên đây nè. Tất cả ở trên này nè. Kéo xuống 3 ly. Ha, 3 ly. Rồi xóa đi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta tinh chỉnh là cho nó đẹp. Ở đây chúng ta sẽ bo góc nè, F Enter chúng ta sẽ bo. Ở đây mình bo 5 ly luôn. Đây bo 5 ly luôn. Rồi, ở đây bo 5 ly luôn. Trước khi bo 5 ly á thì mình sẽ vẽ cái đường tâm để chút xíu nữa mình vẽ cái độ đế. Rồi, bây giờ mình mới bo 5 ly luôn. Ok. Rồi cái lỗ đế này các bạn sẽ tra ha. Các bạn vẽ thì có dạng có máu lòi là không có máu lòi. Ví dụ này mình vẽ lỗ 20 chẳng hạn thì mình offset mong bên 10 ly nè. 10 ly. Ok. Rồi ví dụ có máu lòi á thì chúng ta offset ra thêm 10 ly nữa. Có cái máu lòi này tức là sao? Tức là ví dụ các bạn lắp cái con bu lông M18 chẳng hạn ha, thì các bạn sẽ xem là cái con đáy ốc của mình á nó lớn. Đây nè. Cái con này là con M8 đúng không? Các bạn còn nhớ là cái đô trước thì con này là con M8, là chúng ta sẽ phóng cái con này lên thử. Ví dụ chúng ta vẽ cái con này làm đây, mình tạm thời mình ẩn đi ha, delete luôn đi. Nó con này là con M8 và trong trường hợp này cái con bô lông đế á các bạn bắt là con M18 chẳng hạn, thì chúng ta vẽ lỗ 20 thì chúng ta sẽ SC thằng này lên 18 ly nè, Enter nè 18. Đó, chúng ta xem cái độ lớn là bao nhiêu, chúng ta đưa vào đây nè. Cái G này nó phải lớn hơn cái đầu bu lông này mới được nha. Cái G này nó phải lớn hơn. Được chưa các bạn? Đó, nó lớn hơn thì nó mới giữ được thằng này. Và bây giờ các bạn thấy là cái G này của mình nó đã lớn hơn rồi. Thì ok rồi. Được chưa? Hoặc là trong trường hợp này các bạn thấy chưa ok, các bạn sẽ dời dời ra nữa. Khoảng 2 ly rưỡi nữa đi. Khoảng 2 ly rưỡi nữa dời ra một bên. 5. Ok như vậy đó. Rồi, ok. Rồi cái phần có máu lòi thì các bạn sẽ xem là nếu như có máu lòi thì chiều cao bằng bao nhiêu. Ở đây ví dụ mình cho nó lòi lên khoảng 3 ly đi. Thì mình sẽ offset. Offset lên 3 ly. Ok.
Rồi thường thì cái phần này nó sẽ có cái đậu con xuống luôn chứ nó không phải như vậy đâu, hoặc là nó có cái góc vét. Cái góc vét đây mình cho 3 ly luôn đi ha. Đó. Đây thì mình cho nó xéo xuống luôn đi. Ok. Đó. Rồi ở bên đây các bạn cũng làm tương tự à. Thì chúng ta sẽ lấy đối xứng thôi. Đó, lấy đối xứng thì hai cái đường này là đường nét khuất như các bạn. Nó đường nét khuất như thế này. Ok. Đó. Rồi, chút xíu nữa chúng ta sẽ đánh cái mặt cắt cho thằng này. Rồi chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ lắp cái nút thông hơi và nắp thâm. Thế ở đây nó có sẵn rồi nè các bạn. Phá block này ra. Cộng thêm cái thằng này luôn. Thì chúng ta copy hết một lượt ha. Các bạn sẽ copy hết một lượt. Rất là sướng. Tất cả những cái bản vẽ này mình đã vẽ sẵn rồi. Bây giờ rất là sướng. Chúng ta chỉ cần lắp vào thôi. Đây nè các bạn lắp vào nè. Đúng vị trí của nó ha. Đó. Rồi đưa vào đường tâm. Vuông góc. Rồi cái vị trí của cái con bô lông nè mình giống qua nè đó, thì con bô lông này của mình nó sẽ nằm thấp xuống chút xíu. Đây thấp xuống chút xíu. Ok. Rồi cái cạnh dưới đây nè, từ đây mình giống qua nè, đúng không? Không đúng đúng không? Thì mình bấm vô đây mình chỉnh sửa ha. Mình sẽ dùng lệnh stretch để mình kéo này dài xuống nè. Ok. Rồi cái chỗ này nè các bạn sẽ kéo nó vô vô cong cong vô chút xíu như thế này. Rồi mình xóa bỏ cái này đi. Rồi này mình trong số. Lúc nãy mình thấy cái con này chưa đồng tâm á, nó bị lệch lệch nè. Thì mình sẽ mu nó vô cho nó đồng tâm ha. Đấy. Rồi mình sao lại. Rồi xóa bỏ này đi. Rồi cái nắp thâm của mình do mình kéo xuống như thế này nè thì nó sẽ đi sai nè, do đó mình vô đây mình chỉnh sửa ha, từng cái nha. Ở đây mình sẽ dùng lệnh extend để mình phóng đối tượng ra. 1 2 3 4 Rồi tới nắp thâm chúng ta cũng làm tương tự luôn. Rồi mình sẽ kéo này vô đây ha. Rồi kéo này vô đây. Rồi cái này vô đây. Cái này vô đây. Rồi tay rạm tay cắt đi. Rồi ok. Xe lại. Ok. Rồi mình xóa đường này đi luôn. Đó. Như vậy là mình đã lắp xong cái này rồi. Rồi cái đường giữa này nè. Nó giao nè. Thì các bạn cắt bỏ đi. À, là mình đã thể hiện được cái con bu lông vòng cũng như là cái nắp này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cái nắp này nữa. Thì hai cái nắp này rất là đơn giản thôi. Chúng ta có sẵn cái hình chiếu rồi nè các bạn. Ha. Các bạn dùng RC ha, chúng ta sẽ vẽ. Đây nè. Đây, rồi chúng ta kéo vào. Đó. Rồi ví dụ đây chúng ta có cái đoạn trục như thế nào đó. Thì mình vẽ cái đoạn trục y hệt vậy luôn. À, rồi chúng ta copy hai thằng này. CO chúng ta copy hàng này. Chúng ta copy lên đây. Rồi ở đây chúng ta quay lại, RO chúng ta quay lại.
Rồi chúng ta mù xuống. Rồi do trong đây chúng ta có cái ron nữa thì chúng ta sẽ cắt này ra là một ly cái ron. Rồi CHA chúng ta vát gốc nè. Ở đây mình sẽ vát gốc một ly ha, do cái nắp mình chỉ vát một ly thôi. Đây các bạn vát cái gốc này đi. Rồi anh là anh tên nè, chúng ta kéo thẳng nè. Rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ ra được cái nắp bên đây. Rồi cái nắp bên đây các bạn cũng làm tương tự ha, các bạn cũng vẽ trường hợp tương tự, các bạn lấy cái vị trí ở đây, các bạn vẽ tương tự như vậy. Rồi những cái con bô lông á thì ở video trước mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Ở đây chúng ta sẽ còn hai con bô lông, thì hai cái con bô lông ở vị trí này nè. Đó, thì cái hình chiếu của nó ở video trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn luôn. Các bạn xem lại cái phần là chỗ bô lông canh ổ nè để các bạn biết cách để các bạn lắp hai con bô lông vào đây. Rồi cái chốt định vị thì cái chốt định vị các bạn sẽ lắp vào như thế này. Đây là cái chốt định vị của mình thì các bạn cũng copy cái chốt định vị này qua luôn. Được chưa? Rồi. Cái phần mà bô lông này nè, chốt định vị những con bô lông này nè thì các bạn sẽ tham khảo các bạn vẽ này và các bạn làm theo tương tự. Trong trường hợp cái hộp giảm tốc của các bạn á, giáo viên hướng dẫn là yêu cầu các bạn cắt như thế này á thì các bạn sẽ cắt ra giống như thế này. Đó. Còn trong trường hợp mà giáo viên hướng dẫn không yêu cầu các bạn cắt ra á thì chúng ta vẽ liền hình chiếu như này luôn là xong. Đó. Trong trường hợp mà giáo viên không yêu cầu các bạn làm mà cái phần mặt cắt thì các bạn chỉ cần vẽ xuống này thôi. À. Rồi. Ok. Đây. Rồi chúng ta cắt bỏ những cái phần thừa này đi. Rồi. Ở đây các bạn chỉ cần đánh tiếng ảnh vào đây nữa. À. Rồi cái nút tháo dầu nè thì các bạn sẽ vẽ hình chiếu bên đây. Hình chiếu thì ở đây mình có sẵn nè các bạn. Được chưa? Hình chiếu nút tháo dầu có sẵn nè, các bạn copy qua. Ha, C O Enter, copy cái đường tâm nè, copy qua. Ngay là đường tâm. Đó. Rồi cái đường tâm từ bên đây các bạn sẽ giống qua. Nút tháo dầu. Ha. Rồi. Giờ này xuống đường tâm là ok. Rồi, mắt dầu cũng vậy ha. C O copy qua. Đây. Rồi từ bên đây các bạn cũng giống từ đường tâm qua nè. Rồi ở đây. Ở đây thì mình sẽ vào clip nè. Mình sẽ chọn ok. Rồi mình chọn tâm. Vậy lên. Đây. Thì mình có được cái mắt dầu. Ok chưa? Rồi các bạn vẽ xong hết rồi thì các bạn xóa cái đường tâm này đi ha. Rồi xong hết rồi thì chúng ta cắt bỏ những cái đường này đi. Được chưa? Thì từng bước á, các bạn sẽ xem cái hình của mình bên đây rồi các bạn vẽ theo ha. Trong trường hợp này chúng ta vẽ xong rồi, chúng ta sẽ đánh tiếng ảnh cho cái phần này. Mình phải chừa lại để cho các bạn làm, chứ mình hướng dẫn hết rồi thì các bạn không còn cái nào làm cũng hơi bị buồn ha. Nên mình hướng dẫn sẽ chừa lại cho các bạn những cái mà các bạn sẽ tự suy nghĩ đi cho các bạn làm ha. Chứ mình ơn mình làm hết rồi thì đâu còn cái gì để cho các bạn làm đồ án nữa. Đây. Rồi cái này là dầu nè. Đó. Ok. Kéo lên. Rồi enter. Kéo qua. Rồi cái này xóa đi. Trim đi. Trim đi. Ok. Quá đẹp. Rồi, ở bên đây cũng tương tự ha. Mình demo luôn, sau khi mà các bạn làm bên đó thì nó sẽ ra như thế này. Đây, rồi các bạn lắp tự lắp bu lông vô nha. Rồi ví dụ này lớn lớn lên chút xíu đi. Này cho nó lên 5 ly đi. Rồi sẽ xuống 5 ly đi. Rồi ở đây các bạn sẽ bo ha. Bo những góc ở đây nè. Đó. Ctrl Z lại đi ha. Yes.
Ok. Được chưa các bạn? Đây thì mình cắt nó bị lỡ hụt rồi. Đó, rất là tuyệt vời. Ở đây lắp bô lông vô. Đây lắp bô lông vô, lắp những con bô lông mà vô, lắp chất định vị vô, lắp bô lông cảnh ổ vô. Là xong, là chúng ta đã xong được cái hình chiếu cảnh. Bây giờ trừ từ đây chúng ta giống qua. Ở đây mình sẽ vẽ thẳng xuống một cái thôi. Ở đây thì cái đường này mình cắt đi rồi. Đây. Thì từ đây nè, các bạn sẽ giống qua nè. À. Đó, từ đó các bạn sẽ giống qua. Rồi chúng ta cắt ngang đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ có những cái gân tăng cứng nha, thì các bạn sẽ xem cái gân tăng cứng của mình như thế nào đó các bạn vẽ. Ví dụ gân tăng cứng của mình là 8 ly thì mình sẽ offset mỗi bên nè. Rồi mình ép enter mình bo nè. Đó, ok. Rồi, trường hợp đây các bạn cũng làm tương tự. Rồi, sau đó chúng ta sẽ copy ha. CO nè, các bạn sẽ copy cái lỗ. Ví dụ trường hợp mình cái lỗ nằm đây đi. Cái lỗ này các bạn tự cho nha. Cái này mình chỉ demo thôi, các bạn tự cho cái lỗ của mình nha. Thì ở đây các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường outline. Rồi ở đây chúng ta chuyển hai cái nét này về nét đậm. Rồi chúng ta sẽ chuyển cái nét lượng sóng về nét mảnh. Okay. Rồi ở đây các bạn đánh tiếng ảnh cho đó, BH. Rồi, ở bên đây cũng có gân tăng cứng. Ở đây cũng có gân tăng cứng nha, ở trên đây cũng có gân tăng cứng. Ở trên đây cũng có gân tăng cứng thì các bạn tự vẽ, ở đây mình chỉ demo thôi. Ok. Đó. Rồi, từ phần này có rồi nè, này có rồi nè thì các bạn sẽ vẽ xuống để vẽ cái đế ha, vẽ cái đế cho hợp nhân tâm của mình thì cái phần này các bạn cũng tự vẽ luôn. Ha, rất là đơn giản, các bạn đo kích thước rồi các bạn tự động vẽ cái đế của mình, được chưa? Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết. À, cách để cho các bạn có thể vẽ được cái hộp vận tốc hai cách khai triển này như thế nào, thì các bạn sẽ follow theo cái quy trình này, cái lộ trình này để các bạn có thể vẽ được cái hộp vận tốc này ha. Còn trong trường hợp mà các bạn cần cắt ra như thế này thì các bạn sẽ phải tư duy chúng ta làm như thế nào cho nó nhanh. Thì ở đây mình đã có các bạn vẽ mẫu demo rồi, các bạn cứ cần xem theo, các bạn chỉ cần xem theo cái bản vẽ mẫu này và các bạn làm theo là ok. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái video này ở đây ha. Hy vọng rằng các bạn sẽ làm được cái đồ án này tốt nhất.